Mocha xin kính chào quý bà con cô bác. Bây giờ Mocha sẽ đưa tin tức mới nhất về số người chết do virus corona tại Vũ Hán tính tới ngày 9 tháng 2. Theo báo Tiền Phong, ra ngày 10 tháng 2, hơn 900 người chết vì virus corona, chuyên gia WHO tức tốc đến Trung Quốc. Số người tử vong vì virus corona mới đã chính thức vượt qua số người tử vong trong đại dịch SARS cách đây gần 20 năm. Quý vị muốn đón những tin tức hot nhất trong ngày, vui lòng ấn vào nút đăng ký dưới video này. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã, tính đến cuối ngày 9 tháng 2, tại Trung Quốc đã có tổng cộng 908 người tử vong và 40.000 người, 171 người được chẩn đoán nhiễm virus corona mới. Trong đó, số người tử vong tính riêng trong ngày Chủ nhật là 97 người. Số ca nhiễm mới là 3.062 ca. Tổng cộng 3.281 người đã được điều trị khỏi và xuất viện. Như vậy, tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu hiện đã lên tới 40.553 ca, với 910 người tử vong, bao gồm 908 người ở Trung Quốc đại lục, 1 người ở Hồng Kông, 1 người ở Philippines và 3.317 người đã được xuất viện. Với thống kê mới nhất này, số người tử vong vì nCoV đến thời điểm hiện tại đã vượt qua con số 813 người chết vì đại dịch SARS năm 2002-2003. Cũng trong ngày Chủ nhật, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đã gửi một nhóm chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ Bắc Kinh trong việc đối phó với dịch viêm phổi virus corona.